Nam mô A Di Đà Phật. Tháng năm 18 rõ ràng, cùng sớm cuối làng ai cũng cười reo. Xuống trần nhằm bối nạn gặm trong dân sự còn nghèo chữ tu. Hạ quan sanh chúng ám mù, Tây phương sát lình dân du Nam kỳ. Mượn nhầm một xác nhu mì, giảng dân sao tháng vậy thì xem sao. Giấc buồn ba tâm biết bao, nạn nguy sắp đến mà ngao vui hoài. Viết ra giảng kệ bốn bài, giả từ trần thế lui hài bốn phi. An Nam phong quá lễ nghi, đời nay dân vật bỏ đi chẳng dình. Mạng lo chế nhạo chống kình, chẳng toàn đạo đức mà dình thôn hương. Ta đây dường thế như lương, cứu dân chẳng nề nắng sương lắm đầu. Sao trăng thầy tớ dạy dòng, quyết lòng truyền bá đạo màu mà thôi. Bồng lai điên lại có ngôi, Tây phương cực lạc khùng ngồi tọa sen. Từ bi ngọn đuốc mới nhen, giả như mở cửa mà then còn cầm. Dân tình sai xế dập bầm, nào hai ta đã thương ngầm sanh linh. Xác trần tai mới hoài thinh, đạo màu truyền pháp như thần linh không hai. Trớ triều con tạo thầy lai, lỗi âm sắc như lình đồi gài hỏi han. Cúi đầu tâu trước Phật đàn, lễ dân hoan ngành sớm mi làng cừ khôi. Đầu đuôi tôi lại khúc
nỗi. Một trăm mới đặng ối thôi mười người. Mạng lo cao thấp ơi ngạo cười, bởi chứng trần hà biến lời không lo. Vì đà nghe tao buồn xo, vạn dân ba tâm đắn đo nhiều bề. Làm sao cửa Phật giữa kề hung sùng tà ác khó bề giải khuyên. Thầy khung trò lại quá điên, khùng điên mấy tháng tình riêng ai ngờ. Tưởng xưa dấu cũ ơi còn mà không lo tìm kiếm bến bờ mà nương. Nói cho bổn đạo đặng tường, giải dân nào có gạt lường chi dân. Chim mô đàn giữa cầu ngân, người xưa trở gót mấy lần ai hay. Đời này chưa vẹn thảo ngay, thì là khó thấy mặt mày người xưa. Dài đời nào quán nắng mưa, ước mong ba tâm sớm yêu tu hành. Đục trong bốn cuốn ngọn ngành, khuyên đời trao trìa chữ lành cho xong. Con người có tổ có tông, học hai chữ nghĩa sao không phường thờ. Hiếu trung truyền tích sờ sờ, người đời phải biết phượng thờ mẹ cha. Từ đây tai mắt bôn ba, dời chân ra bắt đắng mà dạy khuyên. Vạn dân nên trọng Phật tiên, về ngươi lời dạy đó riêng một mình. Bắc Nam chờ đợi cuối thành, sẽ lo vận chuyển thân hình xác ta. Việc thêm một khúc ngâm nga, dặn dò bốn đạo vậy mà mấy trường. Ta giàu có cách thôn hương, vạn dân cứ chữ hiền lương mà làm. Thích ca còn phế tước hàm,
lầu cao cửa rộng mà ham tu hành. Phật tiên dụng kẻ ơi lòng thành, đạo chân thì ít ai hành thiệt tâm. Trí phàm như chốn sơn lâm, dạy dân như phá rừng cầm cho dân. Nào đâu dân có biết ân, mạnh rồi tướng Phật giấy thần làm chi. Đây này lời lẽ ráng ghi, thương đời nên mới làm thi khuyên đời. Ra đi dặn lại ít lời, khuyên trong bốn đạo vậy thời ráng nghe. Dầu ai tài phép bài quen, ham linh ham nghiệm sợ e mang nghèo, lửa cho phải cột phải kèo, phải dài phải dế mà theo kẹo lầm. Ngọc kia ẩn vàng khó tầm, chọn nơi chân chánh khỏi lâm khổ hình. Ách trời nạn nước thình linh, người hung cứ mãi chống kình với ta. Theo tài học cổ năm nay, hỡi ai tri thức tầm mà càng sâu. Lúc này chưa thể ngồi lâu, tách rời chốn khác ngõ hầu dài răng. Tín đồ cùng các chư tăng, từ rài sắp đến nói năng chọn lời. Bớt phiền bớt não cuộc đời, ráng nghe lời dạy dạy thời hành y. Đạo màu bát chánh ráng ghi, thứ nhất chánh kiến diệt chi xem nhìn. Luận bàn chân lý cho mình, chuyện chi xét đoán xảo tính mới làm. Thứ nhì chánh mạng dễ màng, việc làm do lệnh tâm hồn khiến sai. Thứ ba tư duy bằng nay, các điều tưởng nhớ thẳng ngay mới màu. Thứ tư chánh nghiệp mặc dầu, nghề chi thì cùng ngõ hầu làm ngay. Tà gian tánh nấy tù đài, của người tham nhũng nghề này chớ ham.
Thứ năm tinh tấn hồi đàm, sạch trong kỹ lưỡng mà làm mới ngoan. Thứ sao chánh ngữ liệu toan, nói năng điệu chánh thì an chớ gì. Thứ bảy chánh niệm dễ thì, khi cầu khi nguyện chuyển gì thành tâm. Thứ tam chánh định chớ lầm, từ bi hai chữ đứng nằm chớ quên. Ngồi đâu cũng định mới nên, đừng cho công việc hâm với người. Hành y thì đáng vàng mười, tùy lòng tùy sức của người đời nay. Tôn nhân hiền hậu cũng hay, dài đời phải viết ngày dài cho tính. Dục trong các luật các kinh, tùy lòng không ép làm minh giảng này. Thập cao các bậc chớ chạy, kẻ ngu người trí nghe thầy giải khuyên. Sớm khuya ba tánh ơi cần chuyên, nghe lời dạy bảo cánh tiên giữa kề. Ít lỗ tai cũng mơ trở về, khuyên cùng bốn đạo chớ hề lãng sao. Trì lòng chớ có núng nào, từ đây nhân vật như mòn hao lần lần. Mấy lời nhắn lại ân cần, bổn đạo xa gần nghĩ càng mới hay. Tu hành nguyện ước cầu mai, thượng quân hồi phục là ngày an cư. Học câu hỷ xa đại từ, nói gương nghĩa sĩ và tư chơi gần. Bốn nam tẩu bắc ơi tạo tầng, chúng sanh ráng nhớ thì gần cùng ta. Xác trần tai đã rời xa, bá gia ở lại dễ mà bình an. Kìa kìa anh hối hò khoan, tình lang về mất hổ hang mặt mày. Sớm lo sắp đặt luyện tài, Phật trời phân định mặt mày mới sinh. Ở trên lượng rộng thinh thinh, từ bi khuyến
dài mặt tình nghe không. Giống hiền như thế gieo bông, nhụy đơm thơm phức màu hồng suy xa. Dân ta dòng giống tiên bang, chớ đầu có giống ngộ ngang hung sùng. Mặt tình ba tâm có dùng, ai muốn nghe khùng chép lấy mà coi. Lấy tâm lấy trí xét soi, thầy đi dạy bắt thử coi lẽ nào. Thôi thôi dân chơi hùng hào, cùng từ bốn đảo tàu đào bắt đô. Nam mô A Di Đà Phật.